bún cá ngừ không người Việt Nam ơi. Xin chào các bạn ở Việt Nam ơi. Hôm nay vừa đang nấu bún cá ngừ. Đây bắt đầu lên làm gì đây? Đây mình có một con cá đây nha bạn. Chứ mình ướp nghe. Cho vào một muỗng hành tím, hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng mực mắm nữa. Mặn chưa? Rồi. Bỏ vô một ít xả nữa nha bạn. Xả đập dập cho thơm. Thì mình tuồn lên ướp 20 phút. Ok, bắt đầu mình nấu nước nghe bạn. Cho vào 2 muỗng dầu đi. Cho vào 1 muỗng hành tím, 3 lẻ xả đập dập nữa. Xào vô. Thơm ngạt mùi rồi. Cho vô 1 muỗng ớt bột. Ai ăn cái thì cho thêm nghe. Màu đẹp rồi, mình cho vô 2 tỉ cà chua, 1 lát thơm to nữa. Cho vào 1.5 lít nước. Được sôi rồi, cho cá vào nghe bạn. Cho vô từ từ của bể cá nghe. Wow, ngon chưa ba con ơi. Thả cá vô mình nêm gia vị lại nha bạn. Ok, mình cho cá vào rồi, chứ mình cho thêm 2 muỗng giò hạt nêm nha bạn. 1 muỗng nước mắm nữa. Rồi, nấu 20 phút. Chuẩn bị cho ra tô nha bạn. Đây, cho chồng ăn cái đuôi của sườn nghe. Ngon thế ạ. Hai khóc luôn, cho ngon. Wow, đầy đủ protein luôn. Đó. Quá thơm luôn. Wow. Hãy thêm về nhà ăn nhé. Đây, bắt đầu xếp 1 tô. Wow. Đây, bà con ơi, vừa hôm nay nấu bún. Đây là bún cá ngừ à. Này, hôm nay Sài Gòn đang mưa. Ôm một bóng hơi kịch mùi xí. Và thiệt ra là nghe mùi xạ là quá sướng. Ok, bắt đầu. Đây là lần đầu thử. À, nó chắc ăn vô luôn cho chơi luôn. À, thì sớm thì bỏ ra đây bớt gắp phẻ. Wow. Đây nhìn quả ngon, cảm ơn vợ nha. Không có gì đâu. Đây, ba con hơi hợp nực leo. Cho mát miếng nè, bắt cho nóng miếng nè. Vô nè, chào các bạn. Tuyệt vời, chua chua. Không phải ngọt ngọt mà nghe mùi xạ. Tịt mùi nhái mùi xạ. Nổi niệm. Mà thực ra là ăn vô là chất vitamin. Cá béo. Cá ngừ nè. Đây là lần đầu ăn cá ngừ kiểu này. Chứ bao giờ ăn cá ngừ kiểu này. Ăn cá ngừ là phải ăn vô cá lóng. Or sashimi kiểu này, này hai phần này nó chưa bao giờ ăn kiểu này. Đây một hộp to chứ xem chưa kiểu em ơi. Ngon. Sướng. Em mà có sướng không đây nè, chẳng mua đây nữa mày, đặc biệt nha bạn. Dạ mà ơi, vô chị em nha. Sướng. Lâu dừa mà ăn lại. Em chắc mình chắc thử một nắm như vậy. Một nắm đúng không? Ừ. Đi xuống suốt thì hôm nay là vừa đang thể cả ngư và sờ ăn không hết. Từ một con to này dùng bên Nhật Bản. Cả sashimi là cả đại dương là con to không đây là cả giò. Cả giò. Và sờ là không biết sao là Quang lại mua cái đâu thế, đừng mua cái bông. Và cả này cả vừa vừa đó. Hai vợ chồng ăn được mà. Thơm. Mắc xương à? Anh rất thích thôi. Là ăn cả, là mắc sướng luôn. Em phải bỏ ra đây bớt phẻ đi. Nó không có sướng nhỏ nhỏ nhỏ. Nó không được thích lắm. Ăn bẻ ngựa thôi thôi nha. Con ngựa ngựa nó khỏi. Ăn cái đuôi cho không sướng nhé. Trời mưa là sướng luôn.
Mát mát á. Còn một bữa anh ra mơ ui chảo và bột còn được quá bia cả không mà không ngon bằng cà nọc à. Phải chiên lên cũng ngon nó phải chiên lên hả nó trong nó hơi dữ thế mình có thể làm chảo cả không được cái món này cũng phải nhiều chuyện nhất cũng hủy bóng vậy bình thường là ăn ăn trong nhà nữa hả cái bún cá như là nổi tiếng với Đà Nẵng á. Đà Nẵng à? Em biết em thấy Đà Nẵng nhiều mà kiểu nó với nhiều gia vị lắm à. Chứ món này mà ở Huế thì cũng thấy dùng nổi gia đình nữa Những ngoài có bạn luôn hả? Có mấy bà không nổi chuyện gì không nghĩ là em thấy ít quán bán ở Huế chỉ có ở Đà Nẵng lâu rồi Đà Nẵng thì em có thể có một hai quán bán bún cá ngừ chứ ở Huế thì chắc đa số là họ mua về nhà từ nấu à rẻ cho rẻ đấy đã tịt mùi là hết tịt mùi nữa nè ăn vô hết luôn ăn vô xả là máu leo à đây giờ luôn có xíu nè tôi nữa hít à đó tôi đó quán là ăn đoán là chanh lắm tôi vừa chưa 2-3 muỗng quán xong rồi đấy thì quán đi vừa đây ăn chắc vì nói chuyện tầm bì tầm bà tâm sự vô nhé đó để kem ăn đôi kìa mấy kem lắm từ từ đây tịt mùi con ăn kem ly bằng tịt mùi một ngày chắc ăn 5-6 cái kem kia bữa luôn không một bịch này thôi một bịch này là ok thiệt không hai chắc tắt camera là 2 bịch nữa nghe ăn mát nghe đó quán là người bình thường là đổ mồ hôi gì lắm ngồi nặng á là đổ mồ hôi gì lắm cái ăn cam vui cho mát ngon chưa này mở miệng ra cắn miếng nhau nghe đấy dạ. Nên nữa là ăn xong là ăn gì cả miệng đó ăn thơm miệng đấy và đừng ăn vô đồ ngọt thích ăn thơm miệng thôi có xong là coi phim đó và quên ăn thì ăn hai ba cái luôn cái không coi phim và có bánh kẹo hay là kem gì đó là chắc ăn hết luôn không quan tâm luôn à đúng đó coi phim hoặc ăn snack luôn đang sướng đây chứ ôm môi bặm bắt đầu lên rồi thôi cỡ gì thì tuần tới ôm môi bặm vì vờ môi bặm á nấu ăn lại nấu ăn ok thôi bạn muốn nấu món gì á là liệt xuống để ôm môi bặm sắp xếp từ từ cho mua đồ nấu bye bye nha.